Tiền gửi của người dân vào ngân hàng lập kỷ lục mới. Khoảng 700 khách du lịch kẹt ở Nam Du đã về đất liền. Những ngôi nhà cho pin cũ ở phố biển Nha Trang. Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá gần 30 tỷ đồng. Câu chuyện độc đáo, khởi nghiệp xanh bằng sản phẩm làm từ sơ mướp. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Mở đầu là phần tin kinh tế. Thưa quý vị, thị trường bất động sản, khu công nghiệp tiếp tục ghi nhận những diễn biến khả quan. Hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi khi tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 368,53 tỷ đô la Mỹ, góp phần tạo sự sôi động cho thị trường. Theo CBRE Việt Nam, tại thị trường miền Nam, tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 89% và diện tích hấp thụ đạt hơn 259 ha trong 6 tháng đầu năm 2024. Các nhà sản xuất có xu hướng mở rộng ra các thị trường như Long An và Bà Rịa Vũng Tàu, nơi quỹ đất công nghiệp còn tương đối dồi dào, cùng với giá thuê cạnh tranh hơn so với các thị trường cấp 1 khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố số liệu thống kê liên quan đến tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng tháng 4 năm 2024. Theo đó, tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 4 năm 2024 đạt hơn 16 triệu tỷ đồng, tăng 0,13% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 13,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 120.000 tỷ đồng trong tháng 4. Cả tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư đều tăng trưởng dương trong tháng 4. Cụ thể, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng thêm hơn 81.000 tỷ đồng trong tháng 4, đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, do sụt giảm khá mạnh trong tháng 1 và tháng 2, nên tính chung trong 4 tháng, tiền gửi của tổ chức kinh tế vẫn ghi nhận sụt giảm hơn 133.000 tỷ đồng, tương đương giảm 1,95%. Xin được chuyển sang thông tin khác. Chiều ngày 16 tháng 7, tại bến tàu thành phố Rạch Giá, tàu cao tốc đã cập bến, khách du lịch bị kẹt lại ở đảo Nam Du cũng nhộn nhịp xách đồ, đón xe về lại nhà. Khách du lịch rất mừng khi được trở về, nhưng cũng vương vấn với tình cảm của người xứ đảo dành cho. Rồi, chị đi Nam Du từ bữa thứ 6, là đi du lịch với gia đình nè. Rồi thứ 7 thì tới cái lúc mà bị gió mùa Tây Nam thì đã bị kẹt lại, không có cho khách tàu không có trở về á. Tới bữa nay ngày hôm qua nó trời biển lặng, tưởng đâu được về, ai giờ đâu là cũng không được về. Tới hôm nay sáng á, cũng tàu cũng báo là không có chạy rồi, thôi tới 11 giờ có rước á. Trời ơi, mừng quá, tới nay cũng hớn hở đi về, hai đoàn tàu vậy đó. Trong thời gian bị kẹt lại, chị Tiên cũng như khoảng 700 khách du lịch khác bị kẹt lại đảo Nam Du cũng được địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ nhiều như giảm 50% giá phòng, ăn uống, đi lại. Có lẽ vậy, về đất liền chị Tiên mừng nhưng cũng vương vấn cái nghĩa cái tình của người dân ở đảo Nam Du dành cho mình. Bà Trần Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Sơn, huyện Kiên Hải cho biết, do gần 4 ngày kẹt lại ở đảo, tính từ ngày 13 đến 16 tháng 7, nên địa phương đã nhờ hỗ trợ 5 chuyến tàu cao tốc để đưa khách về lại đất liền, làm việc, học tập bình thường. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang cho biết trưa nay, tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá đi Phú Quốc nối tuyến chạy lại bình thường. Các đường bay từ nơi khách đến đảo Phú Quốc vẫn hoạt động bình thường, nên không xảy ra tình trạng du khách bị kẹt lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, kể cả vận tải tuyệt đối không đưa khách du lịch tham quan các hòn đảo, khuyến cáo khách du lịch không tham gia tắm biển, lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực khi biển còn sóng nhiều, gió thổi mạnh.
Như đưa tin trước đó, ngày 13 tháng 7, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, tàu cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc, Nam Du và ngược lại đều tạm ngưng chạy. 700 khách du lịch bị kẹt ở đảo Nam Du. Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, những ngôi nhà nhỏ xinh được đặt treo tại các điểm công cộng để thu gom pin cũ đang dần thu hút sự quan tâm của nhiều người, hình thành thói quen hạn chế vứt bỏ pin ra ngoài môi trường. Số 8 đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang là nơi nhiều người dân mang những viên pin tiểu đã cũ cho vào ngôi nhà gỗ treo trên tường. Bà Lương Thị Thanh Nữ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vạn Thạnh cho biết, mô hình này được hội triển khai từ tháng 10 năm 2023, không chỉ tuyên truyền đến 6 chi hội phụ nữ, hội viên nòng cốt, mà hội còn vận động người dân tích cực tham gia. Đến nay, mô hình đã thu gom được khoảng 8kg pin cũ, tập kết lại để đưa đi xử lý. Lâu nay, khi pin không còn giá trị sử dụng, người dân thường vứt bừa bãi hoặc bỏ chung vào thùng rác, sau đó chôn lấp hoặc đốt. Tuy nhiên, các kim loại nặng như chì, kẽm, niken và thủy ngân trong pin sẽ thấm vào đất, nguồn nước ngầm. Hoặc khi đốt, các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành khói độc, chất độc của pin đọng lại trong tro, gây ô nhiễm không khí. Mô hình ngôi nhà xử lý pin qua sử dụng đã được triển khai ở nhiều phường khác tại thành phố Nha Trang. Tại phường Tân Lập, nhiều nơi công cộng đã được triển khai mô hình này. Pin cũ sau khi thu gom về sẽ được gửi đi xử lý tại một công ty ở tỉnh Quảng Nam. Chi phí vận chuyển do đoàn phường và một số mạnh thường quân hỗ trợ. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thu hút sự quan tâm tham gia của mọi người, dự kiến tháng 8, phường Tân Lập sẽ tổ chức hoạt động đổi pin lấy cây xanh. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Xiaomi đã cho ra mắt hai dòng sản phẩm gia dụng cao cấp gồm Xiaomi TVR và Xiaomi TVR Pro phiên bản 2025. Hai dòng sản phẩm mới này được tích hợp công nghệ âm thanh từ Dolby Atmos và hệ điều hành Google TV, giúp tối ưu trải nghiệm nghe nhìn của người dùng. Dòng Xiaomi TVR 2025 sở hữu màn hình với độ phân giải cao và tần số quét 60Hz, giúp hình ảnh sống động với khả năng tái tạo màu sắc của sản phẩm lên tới 1,07 tỷ màu. Với hai kích thước 43 inch và 55 inch, Xiaomi TVR Series 2025 cho phép người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc diện tích phòng. Với công nghệ Dolby Audio DTS:X và DTS Virtual X tích hợp, dòng TV thông minh này mang đến âm thanh sống động, chân thực. Bên cạnh đó, người dùng còn được trải nghiệm toàn bộ các tính năng giải trí mới nhất trên Xiaomi TVR Series 2025 với hệ điều hành Google TV, bao gồm tính năng điều khiển bằng giọng nói với trợ lý thông minh Google Voice. Xiaomi TVR Pro Series 2025 được nâng cấp với công nghệ bù chuyển động MEMC hiện đại, làm tăng lượng khung hình hiển thị mỗi giây, giúp người xem đam mê thể thao tận hưởng những trận đấu kịch tính trọn vẹn hơn. Ngoài ra, chuẩn âm thanh vòm Dolby Audio DTS:X và DTS Virtual X được hỗ trợ cũng sẽ tạo ra trải nghiệm nghe vượt trội. Xiaomi TVR Pro Series 2025 cho phép các thành viên của gia đình truy cập vào nhiều nội dung giải trí mới nhất như Netflix, Prime Video, YouTube. Thiết bị cũng tích hợp sẵn tính năng Chromecast và Miracast, cho phép người dùng chia sẻ nội dung từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay lên màn hình. Hai dòng sản phẩm Xiaomi TVR và Xiaomi TVR Pro phiên bản 2025 sẽ được mở bán chính thức tại các đại lý và chuỗi bán lẻ cũng như các kênh bán hàng truyền thống trên toàn quốc và trên các trang thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Ngày 17 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết liên tiếp triệt phá hai điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn giải Copa America và Euro với số tiền khoảng 30 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Phước, 23 tuổi, ở tổ 8, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, về tội tổ chức đánh bạc, và Huỳnh Tiến Nhật, 48 tuổi, ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, về tội đánh bạc. Thông qua đối tượng trên mạng, Nguyễn Hữu Phước đã kết nối tổ chức nhiều đối tượng đánh bạc qua trang Internet cá độ bóng đá.
Kiểm tra tài khoản của Phước quản lý, tổng cộng có gần 3.000 lượt cá cược với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng. Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Niệm, 34 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi và Lê Thiện, 37 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet cho nhiều người trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi với số tiền cá độ bóng đá trên 20 tỷ đồng. Trong quá trình phá án, cảnh sát hình sự tạm giữ nhiều điện thoại, đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, 43 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài, Tú nảy sinh ý định đi trộm cắp. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2024, khi đến ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, phát hiện vỏ lãi của ông Nguyễn Văn Dừa đang neo đậu dưới kênh không có ai trông giữ, có gắn sẵn động cơ và một số thiết bị chuyên dùng, ước tính tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Tú lấy trộm rồi đề máy bỏ chạy. Trong lúc tẩu thoát, Tú bị ông Dừa phát hiện, vừa chạy xe máy truy đuổi, vừa truy hô cho mọi người giúp sức, dùng vỏ lãi đuổi theo bắt giữ Tú. Khi đến kênh chính ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, cách hiện trường khoảng 10 km, thì Tú bị người dân đuổi kịp, bắt giao cho công an. Thưa quý vị, sơ mướp, một thứ tưởng chừng như bỏ đi, nhưng qua bàn tay khéo léo và tỉ mẩn của anh Mạc Như Nhân, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, lại biến thành những vật dụng hữu ích, vừa thân thiện với môi trường, vừa giúp nâng tầm giá trị của nông sản Việt. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với xưởng sản xuất của anh Nhân và nghe anh chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp từ sơ.
tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisự.tvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.